Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Từ Việt Nam rơi vào bảng đấu tốt nhất. Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022, từ Việt Nam chạm trán các đối thủ Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản. Thầy chó Park Hang-seo chơi tổng cộng 10 trận để cạnh tranh xuất dự World Cup 2022. Chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần nhận định của bình luận viên Quang Tùng về cục diện bảng đấu của tuyển Việt Nam. Theo bình luận viên kỳ cựu, thầy chó Park Hang-seo thuận lợi ở bước đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Phần còn lại của chiến binh sao vàng là chuẩn bị tốt cho loạt trận cân não sắp tới. Nhắm tới vị trí thứ 3, cục diện bảng B là những gì cổ động viên chờ đợi Trước khi buổi bốc thăm diễn ra, đặt lên bàn cân giữa hai bảng, Oman yếu hơn Syria, còn Trung Quốc rõ ràng dưới câu Iraq, trong khi ba đội còn lại có sức mạnh tương đương. Tiếng nổi duy nhất là việc từ Việt Nam đụng Saudi Arabia, đội đã dự World Cup 2018 thay vì UAE. Trên lý thuyết, UAE là đối thủ vừa tầm hơn Saudi Arabia, và thầy trò ông Park có thể hy vọng giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam rơi vào bảng B rõ ràng là kết quả rất tốt so với các đối thủ ở bảng A. Thêm một yếu tố tích cực là huấn luyện viên Park cùng cộng sự không phải đụng độ Hàn Quốc ở loạt trận sắp tới. Trên cơ sở này, huấn luyện viên tuyển Việt Nam được tập trung 100% cho các trận đấu mang tính chất như những trận chung kết. Sẽ có 4,5 suất cho các đội châu Á dự World Cup 2022. Như vậy, mỗi bảng đấu có 2,25 suất, bao gồm nhất nhì bảng và đội thứ ba vào trận playoff với thực lực của tuyển Việt Nam, hơi mơ mộng nhưng chúng ta có thể đặt mục tiêu giành 0,25 suất ở vị trí thứ ba. Oman đang giữ hạng 81 thế giới, huấn luyện viên Park chưa có dịp chạm trán đối thủ nên đây sẽ là ẩn số cho tuyển Việt Nam. Trên lý thuyết, Oman mạnh hơn nhưng chúng ta có thể hy vọng kết quả tốt. Trong khi đó, Việt Nam chưa từng thắng Trung Quốc. Sau năm 2019, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park đánh bại U23 Trung Quốc của Gus Hedding. Oman và Trung Quốc là hai mục tiêu thực tế để tuyển Việt Nam giành điểm tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ngay cả khi đội tuyển không vượt qua vòng loại 3, việc xếp trên Oman, Trung Quốc hoặc vượt lên cả hai đã là chiến tích. Các trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 là liều thuốc thử nặng ký chưa từng có với bóng đá Việt Nam. Đằng sau chiến tích lịch sử là sự bỡ ngỡ, áp lực khi góp mặt ở top 12 đội mạnh nhất châu Á tranh vé dự World Cup 2022. Mọi cổ động viên đều có quyền mơ đến kết quả tốt nhất, nhưng phải nhìn vào thực tế, hãy theo dõi thầy trò Park Hang Seo ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tâm thế đến đó để cọ sát, hy vọng giành từng điểm một. Không có phép màu nào để chờ đợi ở đó cả. Từ Việt Nam sẽ chơi hai trận lượt đi và về với từng đối thủ, tổng cộng 10 trận. Câu chuyện ai đi tiếp, ai bị loại sẽ giải quyết từ chính thực lực của mỗi đội tuyển được chạm trán Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia trong những trận đấu căng thẳng thực sự, đối thủ bung hết khả năng là trải nghiệm quý cho các tuyển thủ Việt Nam. Phải có vòng loại thứ ba World Cup 2022, chúng ta mới đặt mục tiêu xa hơn. Đây chính là bản lề cho sự vươn lên của bóng đá Việt Nam ở châu Lục. Nhiều bài học rút ra sau trận thua UAE Tại vòng loại thứ hai, thầy chó Park Hang-seo đã thua một trận toàn diện trước UAE. Thất bại ở Dubai khiến ngày đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam kém vui, nhưng diễn ra đúng lúc để tất cả nhìn thấy trình độ của đội tuyển đang ở đâu trên bình diện châu lục. Ngay cả khi tuyển Việt Nam thắng Indonesia hay Malaysia, chúng ta vẫn có vấn đề. Các trận đấu ở Dubai sẽ giúp bao huấn luyện nhìn ra đội tuyển được và thiếu những gì nhằm hướng đến vòng loại thứ ba. Bao huấn luyện từ Việt Nam phải xem lại sơ đồ thi đấu của đội tuyển. Trước các đối thủ sắp tới, tất nhiên chúng ta phải chơi phòng ngự phản công. Tài Park và Cộng sự tính xem nên cho hệ thống 343 hay là 352 để phát huy triệt để về mặt trận phòng ngự và tận dụng sở trường của các tiền đạo. Tính nhịp điệu trong cách chơi cũng là vấn đề của tuyển Việt Nam. Trước UAE, ban huấn luyện chủ động chơi phòng ngự, nhưng các cầu thủ chơi quá nhanh, vội vàng dẫn đến nhiều tình huống truyền hỏng. Cách chơi của tuyển Việt Nam chưa đủ nhanh, nhuyễn để áp đặt UAE. Trong khi đó, chúng ta không có đủ bình tĩnh, kỷ luật để duy trì cự ly phòng ngự. Sức ép tấn công từ Nhật Bản sau Diabaria còn kinh khủng hơn UAE. Từ Việt Nam cần một bước đột phá trong chiến thuật phòng ngự để tránh nhận các bàn thua trong vánh như trận UAE. Kể từ trước vô địch AF Cup 2018, một trong những điều khiến chúng ta lăn tăn là việc tuyển Việt Nam ít nhân tố mới. Thực tế, sau 3 mùa giải V-League, nhiều cầu thủ nổi lên và được thử sức ở đội tuyển, nhưng chưa được huấn luyện viên Park trao cơ hội. Có hai vấn đề dẫn đến chuyện này. Đầu tiên là việc huấn luyện viên Park tin vào những con người cũ, Tiếp đó các giải đấu trong vài năm qua diễn ra dồn dập, sự cẩn trọng từ ban huấn luyện chưa cho phép các nhân tố mới được thể hiện mình. Vòng loại thứ ba World Cup 2022 không phải giải đấu mà là chiến dịch dài hơi kéo dài trong vài tháng để đối đầu Oman, từ Việt Nam chuẩn bị phương án khác và phần còn lại cũng vậy. Với việc lịch thi đấu chia theo nhiều chặng, hy vọng thầy Park sẽ có thời gian liên tục xoay tua đội hình tạo cơ hội cho nhân tố mới. Tin tiếp theo, phản ứng của huấn luyện viên tuyển Trung Quốc sau buổi bốc thăm chia bảng. Thưa quý vị, huấn luyện viên trưởng tuyển Trung Quốc Li không quá vui mừng sau khi biết danh tính các đối thủ ở bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng là thăm đưa tuyển Trung Quốc nằm chung bảng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Li tránh được Hàn Quốc, Iran, Iraq ở bảng A. Khi đại diện AFC đặt câu hỏi, ông có vui mừng với kết quả bốc thăm này không? Huấn luyện viên trưởng Litier lắc đầu, ông trả lời ngắn gọn, chúng tôi sẽ làm hết khả năng trong mọi trận đấu. Theo chiến lược gia sinh năm 77, việc không tìm được đối thủ chất lượng để thi đấu giao hữu mới là khó khăn thực sự của tuyển Trung Quốc trong quá trình chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, tuyển Trung Quốc đã trận đầu gặp Australia vào ngày 2 tháng 9 trên sân khách. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trong nước, từ Trung Quốc nhiều khả năng phải tập kín từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 11. Chúng tôi không thi đấu các trận giao hữu chất lượng ở nước ngoài trong 2 năm qua. Đây là vấn đề lớn nhất. Vì vậy, tôi hy vọng rằng trước loạt trận dành cho nhóm 12 đội tuyển, bao gồm cái giai đoạn tập luyện, chúng tôi có thể sắp xếp một vài trận đấu làm nóng, Litie chia sẻ sau buổi bốc thăm chia bảng. Trung Quốc kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 với ngôi nhì bảng A, đi tiếp với tư cách một trong số đội nhì bảng có thành tích tốt họ đang hướng tới mục tiêu tái lập thành tích dự vòng chung kết World Cup sau lần đầu vào năm 2022. Ngoài mục tiêu dự World Cup 2022, thầy trò Lidia cũng nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ trước vòng chung kết Asian Cup 2023, giải đấu tuyển Trung Quốc được chơi trên sân nhà. Tuyển Trung Quốc có số lượng đông đảo người hâm mộ, điều này giúp chúng tôi có nhiều động lực để thi đấu, huấn luyện viên Lidia cho hay. Các huấn luyện viên trưởng Hajime Moriyasu từ Nhật Bản, Harvey Renard, tuyển Saudi Arabia, tỏ ra thận trọng khi đánh giá cao các đối thủ ở bảng B. Tin tiếp theo, báo Trung Quốc, đừng coi thường tuyển Việt Nam. Quý vị thân mến, truyền thông Trung Quốc nhận định Việt Nam có nhiều tiến bộ dưới thời huấn luyện viên Park và là đối thủ khó chịu tại bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup. Là tham may rủi đưa Việt Nam nằm trung bảng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông đất nước tỷ dân. Trong số các đối thủ bảng B, Việt Nam là đội duy nhất mà Trung Quốc toàn thắng ở 9 lần gặp nhau gần nhất. Ở lần đối đầu năm 2012, tuyển Trung Quốc đã đánh bại đối thủ tỷ số 3-0. Tuy nhiên điều đáng nói, bóng đá Việt Nam có tiến bộ nhanh trong thời gian qua. Đội tuyển Trung Quốc có lợi thế về sức mạnh nhưng đừng nên quá coi thường Việt Nam, Sina nhận định TT Plus có riêng một bài viết nói về tuyển Việt Nam, một trong những đối thủ của tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Việt Nam từng là đội bóng dễ bị bắt nạt ở châu Á, nhưng đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi huấn luyện viên Park lên nắm quyền. Năm 2018, họ vô địch AF Cup sau 10 năm chờ đợi. Tới 2019, họ giành quyền và tới tứ kết Asian Cup. TT Plus điểm lại thành tích của tuyển Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park, tuyển Việt Nam bất bại 5 trận, trong đó hạ UAE trên sân nhà ở giai đoạn đầu vòng loại thứ hai World Cup. Sau khi vòng loại trở lại hồi tháng 6, Việt Nam có thêm hai trận thắng, chỉ thua sát nút UAE với tỷ số 2-3 trên sân đối phương. Thầy cho ông Park kết thúc vòng loại thứ hai với 17 điểm sau 8 trận. Việt Nam vào vòng loại thứ ba với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Có thể nói từ Việt Nam trở thành một trong những đội bóng nằm trong nhóm hai châu Á. Đội bóng này có cá tính và kỹ thuật tinh tế. Dưới sự huấn luyện của chiến lược gia người Hàn, các cầu thủ cải thiện đáng kể chiến thuật và thể lực. Cầu Phượng và Văn Hậu thậm chí còn có thời gian ngắn thi đấu ở châu Âu. Trong khi đó, đội trưởng tuyển Trung Quốc Gucci nhận định mỗi trận đấu đều như trận chung kết, bởi cơ hội chia đều cho hai đội. Gucci đánh giá cao từ Nhật Bản và Australia nhưng không xem nhẹ các đối thủ còn lại. Do Bahrain là một trong những đội mạnh nhất Tây Á, một số người nói rằng Oman và Việt Nam tương đối yếu. Nhưng tôi nghĩ những đội vào được vòng loại thứ ba đều mạnh. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình, không coi thường đối thủ, cố gắng giành chiến thắng từng trận. Sina trích chia sẻ của Gucci. Theo lịch tuyển Trung Quốc tiếp đón Việt Nam ngày 7 tháng 10, trước khi tới sân Mỹ Đình làm khách ngày 1 tháng 2 năm 2022 và đúng ngày mùng 1 Tết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.